Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và lần trước thì mình có làm một cái video về chúng ta thử trồng những cái hạt thủy sinh ý. Có một cái tập mình review về bốn cái loại hạt trước, anh em có thể xem ở video trên này. Ngày hôm nay thì sau khoảng một tuần thì đây là những cái thành phẩm của mình. Đây, nó ra hết các cái mầm rồi. Cũng có vài chậu thì nó không ra gì. Thì trong video ngày nay chúng ta cùng review xem một tuần thì thử xem là những cái hạt giống mà thủy sinh mình trồng thì nó sẽ như thế nào nhé. Thực ra là mình trồng cho vui thôi. Thực ra tại đây mình có bể cá đây này. Đấy, mình có bể cá. Thì mình định trồng những cái cây thủy sinh này để mình sẽ cho vào bể cá. Đó. Anh em nhìn đàn cá của mình không? Nhiều lắm, nó đẻ nhiều lắm anh ạ. Thực ra thì mình gọi là cũng nuôi cho vui thôi mà. Cá nhiều lắm này này. Có một cái lứa cá nữa ở trong hai cái hồ, mấy cái hồ nhỏ nhỏ này. Còn đây là cái bể chính của mình, đây cho anh em xem. Đó. Đây là cái bể chính này. Tán cá đen thôi. Chả biết là cá gì, harmony hay sao không ạ. Nó đẻ nó nhiều lắm. Đây, mình có một cái hồ nữa. Hồ này hồ cá con này. Chỗ này thì nó cũng... anh em nhìn thấy nó bơi không? Đó. Không phải có mấy con này đâu, nó cả đàn chỗ này phải 20-30 con ấy. Nhìn dí sát cho anh em nhìn này. Đấy, con cá nó mới đẻ, nó mới tí xíu luôn đây này. Đó. Nó núp sau này nhiều lắm anh em ạ. Đó, anh nhìn thấy không? Đấy, nó núp sau cái này này. Cái hồ này chắc phải tầm 30 con. Còn bên này thì chỉ có mấy con thôi, toàn con to. Đây thì mình có một cái hồ nữa. Đây thì mình có một cái hồ nữa anh em này. Trong này thì nó có cái cây gì mình cũng chẳng biết. Nhưng mà ngày hôm nay thì chính là mình giới thiệu đến cái đống này. Đây, mấy cái cây thủy sinh này. Tí nữa chắc mình sẽ đem vào phòng để làm. Chứ ngoài này thì nó khó nhìn lắm, tối. Đây, có 4-5 hộp đây, đó. Và trước hết thì mình sẽ phải tưới cho nó đã. Đây anh em chỉ chịu khó đây. Có một cái chai xịt laptop. Tôi tự dụng luôn là chai xịt. Xịt cây này. Đó. Chùm này nó ra nhiều này. Cái này cũng ra nhiều này. Hôm nay mình sẽ thả nước vào luôn anh ạ. Cho ngập nước luôn. Đó. Hôm nay mình sẽ bê hết cái đống này vào nhá. Đây, mình đã chuyển hết cả mấy cái hộp thủy sinh vào rồi. Bây giờ, thì mình đi tìm cho anh em cái hộp mà cái cây giống cũ đã. Đây, cái hộp hạt giống nó ở đây. Đó. Ở đây mình có cái đống phụ kiện bể cá nhiều phết ấy. Rồi, ở đây thì chúng ta xem nhé. Ở đây mình còn giữ mấy cái gói hạt giống cũ của nó này. Trước thì mình có mua thử là 4 gói. Đây trồng đây. Trước mình có gieo thử làm video rồi. Hôm có hạt giống cỏ trái tim này. Cái cỏ trái tim. Đây cái này. Cái cỏ tình yêu này. Cái hạt giống lá to. Đây là chân trâu lá to. Còn cái ngưu ma chiên này. Đó, 4 gói. Người này. Thế chúng ta xem thành phẩm nhá. Thì trên tất cả các cái hộp này thì mình đều ghi nhãn rồi. Và đây một tuần. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái thành phẩm đầu tiên. Đó chính là cỏ tình yêu. Cỏ tình yêu là gói gói này anh em ạ. Đây. Cái gói này, cỏ tình yêu đây. Cỏ tình yêu. Đây cái hạt này nhá. Cái hạt này sau khi mà mình trồng này thì nó lên rất là nhiều. Cái nó lên rất là nhiều anh em ạ. Tuy nhiên thì cái cây này nó cũng bị có cái đặc điểm là đây đây này, anh em để ý này. Nếu mà để nó bị dính vào nhau như này này thì cây nó sẽ bị thối anh em. Bị thối khá nhiều này. Nên là mình sau anh em trồng thì đừng để nó rơi vào cái kẽ mép này nhá. Những cái cây mà nó bị dính ở đây này nó sẽ bị chết. Kể anh em tưới các thứ thì nó mới bị lá nó bị dính vào đây, nó sẽ bị khô và nó sẽ bị thối rất là nhiều luôn đó. Và mình có một đặc điểm khi mình trồng cái cỏ tình yêu này
mình thấy rằng thì cái lá nó sẽ hướng theo chặn. Anh em đặt như này mà cái nguồn sáng nó hắt vào từ từ cái que này thì có xu hướng là các cái lá nó sẽ đâm về về phía cái có cánh sáng ấy. Nên là mình có thể tùy theo anh em cái hướng này, anh nhìn thấy không? Nó thường nó sẽ bị nghiêng theo về một hướng này là hướng có nhiều ánh sáng hơn. Còn đây này, cận cảnh này. Tí nữa mình sẽ dùng một cái lens macro để anh em soi từ cái rễ của nó nhá. Đây chúng ta nhìn view qua thôi. Nhìn giống rau mầm thế. Đây là cỏ tình yêu nhá. Chả biết sao là cỏ tình yêu không ạ? Nó sẽ có những cái đen đen này do cái hạt giống nó dính ở trên này. Đó. Đây là cái hũ đầu tiên là cỏ tình yêu. Thì nhận xét rằng đối với cái cỏ tình yêu này thì trồng rất là dễ. Nó cây nó lên rất là mạnh. Đó. Lên rất mạnh và dễ sinh trưởng. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đến với cái hạt thứ hai. Đây là cái khối này là cỏ trái tim. Cỏ trái tim là cái giống hạt to này nha anh em. Đó. Cái giống hạt to này này. Đó. Đây là cỏ trái tim. Đây là hạt giống của nó này. Thì nó lên cũng không được nhiều lắm anh ạ. Cái cây này nó có vẻ là nó có lên không được nhiều lắm. Đây. Anh em xem này, cỏ trái tim. Mình có ghi nhãn này, cỏ trái tim. Thì đây cái cây của nó thành phẩm đây. Cái lá của nó thì nó sẽ hơi xoăn xoăn giống hình trái tim anh em ạ. Đây, mình lấy cho anh em thử một cái rễ của nó nhá. Đây. Cái rễ của nó đây này. Đây, cho anh em xem bộ rễ của nó này. Đây là bộ rễ của nó đây. Đó. Đây là cây cỏ trái tim này. Cái rễ của nó thì khá là dài. Đây. Nó sẽ hút nước và các cái ở đây. Nhưng mà cái tỷ lệ của cây này mình thấy rằng nó khá là thưa anh ạ. Nó khá là thưa. Đây, có cây thì lòi ra mỗi rễ mà không thấy cây đâu. Nhưng nó bị rụng mất rồi. Đây cỏ trái tim này, anh em chiêm ngưỡng đi. Từ mình phải chôn lại cái này đấy, không nó sẽ chết mất. Đó. Nhìn giống rau mầm quá anh ạ. Đây là cỏ trái tim nhá. Rồi. Chúng ta sang với hũ tiếp theo. Đó là cái hũ này thì mình thấy nó lên rất là đều, rất là đẹp. Và nó sinh trưởng khá là tốt. Cái này nó bám vào nhau rất là tốt luôn. Đó chính là trân châu. Trân châu thì nó có mấy loại đây anh em. Đây là cái lọc của gói này. Có loại là trân châu lá to. Có loại trân châu lá nhỏ nha anh em. Tùy theo cái búp của nó nở ra như thế nào thì đây. Đây là cái loại mình mua là loại lá to này. Đây cái hạt giống của nó đây. Anh em xem này. Đó. Hạt giống của nó này. Cái này rất là nhiều. Nói chung là sau anh em theo kinh nghiệm mình ấy thì mình mua những cái hạt giống nó càng nhỏ như này thì tỷ lệ nó lên càng cao và càng nhiều, nó sinh trưởng càng nhiều luôn. Đây, hạt trân châu này. Nhìn nó rất là đẹp luôn anh em ạ. Xanh lét luôn mà nó mọc rất là đều và nó có tầng ấy. Và nó bám vào nhau khá là chắc, không bị xô. Đó. Cái này tí mà đổ nước vào thì nhìn rất là đẹp luôn. Cái này chắc là tí mình sẽ đổ nước vào luôn. Tại vì bây giờ nó lên. Bây giờ nó mọc cả lá con rồi. Nó bắt đầu nó sinh trưởng rất là đẹp, đều. Cái này nhìn rất là thích luôn. Cái này là một trong những cái loại hạt giống mà mình thấy rất nhiều người trồng. Tại vì nó dễ sinh trưởng. Cái hiệu năng của nó cao. Đây, cây này nó cũng rất khỏe đều. Nó không bị heo heo như thế này. Đó. Và cái cuối cùng có lẽ là cái thất vọng nhất. Đó chính là cái ngưu ma chiên. Đây, cái hạt giống của ngưu ma chiên này. Cái nhìn nó giống hạt lúa ấy, anh em này. Ngưu ma chiên có mấy loại cơ. Cái ngưu ma chiên này mình mua là ngưu ma chiên 10cm nhá. Đây. Đây chính là cái ngưu ma chiên mình trồng. Thực ra hôm nay mình gieo rất nhiều. Nhưng mà đây, anh em thấy hạt giống nó bị thối còn rất là nhiều. Cái cây này nó lên khó. Đây, chính là cái hạt giống của ngưu ma chiên vẫn còn trong này. Nó không lên được anh ạ. Trong này làm sao nó vẫn còn sót mấy cái cây. Nó vẫn lên cái cỏ trái tim là cái trân châu này. À, đây anh em cho em xem cái ngưu ma chiên nhá. Đây. Đây cái cây này nó trông như cái cây cỏ ấy. Nó là cỏ ngưu ma chiên. Rồi. Cho anh em xem một cái cây ngưu ma chiên nhá. Rồi. Cái này thì đúng là của nó dài đến 10cm. Như vậy là cái cây này nó là thành phẩm rồi này. Lại rễ của nó này.
Đấy, cái hạt giống của nó đen đen nó vẫn còn dưới này. Đó, còn đây là cái rễ của nó chỉ là một cái rễ đơn thôi. Đấy. Cái này thì mình thấy rằng nó mọc khó, gieo rất nhiều nhưng mà nó lên được chỉ ở đây, đến là chỉ có 5, ra được có 5 cái thôi, 5 cái. Ở đây nó có bị lẫn một vài hạt, không hiểu sao là mình, hôm đấy mình để ngoài rồi nhưng mà hình như là bị đổ nhào ấy. Thế là người nhà mình kiểu như là đổ lại vào ấy. Thành ra là có mấy cái hộp này nó bị kiểu lẫn vào nhau ấy. Thực ra có những hộp này là thuần chủng này, ở đây một cái ngưu ma chiên anh em này, 10cm này. Đây, cái nó dài như này. Đây, cái rễ của nó đây này, bộ rễ của nó đây. Đây là một cái cây ngưu ma chiên này. Cho anh em xem bộ rễ của nó này. Nó nhìn nó giống như cây lúa anh ạ. Đây này, cái này nó có mọc ra cả lá con rồi này. Đó. Cái này bắt đầu nó sinh trưởng tốt rồi. Nó ra cả lá con này. Đó, anh em thấy không? Và dưới này của nó vẫn có cái rễ gạo này. Đó. Đấy là cái ngưu ma chiên. Cái rễ của nó khá là dài. Đấy, mình sẽ phải đơm lại cho cái rễ của nó ăn vào cái phần cái phân này. Đây là có cái đen đen này là không phải hạt đậu đen thôi anh em nhá. Đây là cái phân nền thủy sinh ấy. Cái phân nền của Mekong thì trước mình có làm review rồi. Chứ không phải là cho đậu đen nó lên được đây đâu. Nhiều bác bảo ông này cho đậu đen vào. Anh em là thơ thủy sinh thì biết, nhưng mà một số bác chưa trồng cây kiểu thủy sinh bao giờ thì chắc là không biết đến cái này. Cái này nó đứng khá là thẳng. Cái này là vì mình tưới nước, cả mình chọc cái này ấy, nó bị xô này. Rồi. Ngoài ra thì mình có một số các cái hộp nữa fail. Đây, ví dụ như là cái hạt giống của sen đỏ mình mua lần trước thì kết quả là để lâu. Thành ra nó không lên được một cái hạt nào hết. Cái hạt giống sen đỏ mình không lên được một cái hạt nào. Như vậy hạt giống này để lâu nó sẽ bị hỏng anh em. Cái hạt giống mình để mua trước sen đỏ, cái lô đấy nó không lên một cây nào hết, chán thật. Ở đây thì có một số các cái này thì cũng là cái hộp của cái ngưu ma chiên. Hạt nó trưng phồng lên rồi nhưng mà nó không lên thành cây. Thất vọng. Rồi. Có một cái hộp nữa là cái hộp này thì nó bị lai tạp. Có rễ nhưng mà nó cũng chết. Cái này như là cái gì nhỉ? Chân trâu. Đây là cái cây chân trâu này. Chân trâu nó lên rất là khỏe luôn anh em ạ. Đó. Rồi. Tổng kết lại. Bốn gói này. Sau khi mình mua thử và trồng thử thì mình thấy rằng theo lời khuyên của mình là anh em nên đây, thành quả cũng thế rồi. Hộp này đẹp nhất. Đó là cái hạt giống chân trâu. Anh em nào muốn chơi trồng thử mà lần đầu chơi thủy sinh thì nên chọn là cái chân trâu, là cái hạt giống này. Chân trâu lá to này, dễ trồng, khỏe lên nhanh. Tiếp theo đấy là cái cỏ tình yêu. Cái cỏ tình yêu thì lên cũng tốt nhiều, nhưng mà mình thấy nó khá là mỏng. Mình thích cái xanh xanh thì hơn anh ạ, nó đẹp hơn. Rồi, tiếp theo đó là cái cỏ nữa, một cái cỏ nữa là cỏ trái tim. Cái này lên thì nó, thứ nhất là cái hạt của nó khá ít. Đây, hạt có tình yêu. Và nó bị rơi rớt khá là nhiều luôn này. Đó, ít. Và thất vọng nhất có lẽ là ngưu ma chiên. Trồng nó lên ít quá anh em ạ. Có một tí này. Rồi. Rồi, bây giờ thì tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái len macro như này. Chúng ta cùng xem cái chi tiết, cái thân cây mình sẽ zoom vào tận cảnh cho anh em xem về chi tiết của từng cái cây này như thế nào nhá.